Một người dùng Facebook trong nước bị bắt vì đăng nhiều bài viết bị cho là đả kích chính quyền, ảnh hưởng trực tiếp tới tình hình an ninh liên quan bầu cử sắp tới. Cổng thông tin Công an Vĩnh Phúc hôm 20 tháng 5 loan tin, ông Trần Ngọc Sơn, tức Facebooker Trần Giảm, 56 tuổi, bị bắt với cáo buộc lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước. Chính quyền nói, nội dung ông đăng tải bôi nhọ lãnh đạo đảng và nhà nước, tác động tiêu cực tới an ninh trật tự liên quan bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 13 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Một đoạn bình luận hôm 8 tháng 5 trên trang Facebook Trần Giảm viết, xin trích nguyên văn, bọn Mỹ lắm chuyện, bầu cử xong rồi mà luật pháp vẫn soi mói nhau để phế truất người thắng cử. Bọn ta, Cộng sản văn minh hơn, bầu lúc nào cũng 89-99% thành công tốt đẹp, còn nhìn xa trông rộng đến 2045 và lâu dài hơn nữa, kể cả nhiều kẻ ngu tham, không hiểu biết hiến pháp và pháp luật, nhưng vẫn làm lãnh đạo tốt. Theo tổ chức nhân quyền Article 19, làn sóng đàn áp gần đây của Việt Nam trước thềm bầu cử Quốc hội ngày 23 tháng 5, trái với các nguyên tắc quốc tế về tự do ngôn luận và bầu cử, cũng như đi ngược lại nghĩa vụ của Việt Nam theo Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị.